phần còn sáu phần
công đức thuộc về người thân quý thì con không trả đâu. Vì có trên đời nên những người Việt Nam cũng nhìn nữa để chạy vào Việt Nam nha. Lời nói người lời đó nên cố gắng mà tu hành thời đặc cũng chọn phần công đức. Con vì vô trường kia không nhịn mà đến phần vườn vơ cũng mệt mù trong 49 ngày như ngay như thích ở các vi sửa để bị lận về nghiệp của ác vi phẩm thì trong thời cứ y trong nghiệp mà có lấy quả báo. Trong lúc này tôi biết là ra làm sao đó làm hình hung thổ cũng là sẽ bị trở lại áp đạt. Thần hồn người chết đó khi chưa được có thanh trong 49 ngày luôn luôn trong nóng hàng cũng nhiều thần kính lo không đẹp cũng là những cái quyết cho qua khỏi 49 ngày thời cứ y trong nghiệp mà lấy quả báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội thời chạy qua trong 1000 năm không có ngày nào thoát khỏi. Còn nếu là kẻ tạo năm tội mới đến thì phải đạo vào để một triệu khổ trăm nghìn muôn kiếp. Này ông đã sau khi những sinh gây phạm những tội, gây phạm những tội nghiệp như thế mạng chung hàng quốc nhục, phân kính có làm tay cúng dường để giúp thêm sức thành con người chết đó. Rồi khi sắp được quên rồi cùng trong lúc cũng làm cho con em nước kẹo lá rau vân vân đổ vẽ ra nơi đất cho đến các thứ đồ ăn trên lưng cúng cho Phật cùng tăng thời nhắn được ăn trước. Nếu như ăn chết hết và không được tính sạch thì ngưỡng thời người chết đó trộn không được mãi thứ nào cả. Nếu có tiền thì dưỡng giữ gìn tính sạch nhưng nên cúng cho Phật cùng tăng thời trong cái phần công đức người chết cũng được một phần này ông mình để ăn. Vì thế nên những chúng sanh của Di Phù Đề sau khi gia nhạy người thân kính chết nếu có thể làm tay cúng dường cái chân cầu khẩn rồi những người như thế kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả. Lúc ngày để đại một nét nói lời này đại ông trời đau lợi có nghìn muôn nước nam lâu tham vị thần của Di Phù Đề đều phát tâm Bồ Đề vô lượng công trả đại nguyện vâng lời lại làm lễ mà lui ra. Sammo di soha.